Xin chào tất cả các bạn. Bữa nay mình nói về cái thỏa hiệp ngầm của Hiệp định Thành Đô nha. Cái phần này là ngày hôm qua livestream của chị Mã Tử Linh đã nói rồi, nhưng mà chị nói cái phần đầu bị nó rất là dài, thành ra không có thể nào mà nói hết được. Bữa nay mình sẽ tiếp tục cái phần thứ hai, cái phần mà chị Mã Tử Linh chưa có nói ra là tại vì á, tính là không có muốn nói về cái vụ này nữa, bởi vì nói không có ai tin hết mà nó đã chấp nhận như vậy rồi, nó đã người Việt mình ở bên Việt Nam nó hầu như là đã chấp nhận cái cuộc sống như vậy rồi, thành ra nhưng mà không nói không được, thành ra bắt buộc mình phải tiếp tục lên cái phần còn lại. Thì cái phần nếu mà các bạn chưa nghe cái phần đầu á thì vô trong Facebook của chị Mã Tử Linh đã lên livestream rồi ha. Bữa nay thì mình sẽ làm tiếp phần 2. Cái phần này á là khi mà nó đã mọi người á, Việt Nam và Trung Quốc đó, nó đã ký cái hiệp định Thành Đô, nó đã tuyên bố là Việt Nam sẽ dâng cho nước Trung Quốc, là tại vì tụi Trung Quốc nó không có thèm mà chiếm nữa, mà là Việt Nam tự động dâng cho nó chứ nó không có thèm mà nó lấy nữa. Nó là cái phần này vậy á, là cái phần này được thâu, được ghi âm lại, và mọi người lúc mà ký cái hiệp định xong rồi á, mọi người giống như là bàn tán là Việt Nam bây giờ sẽ đặt tên là cái gì, hoặc là làm cái là cái phần nào của Trung Quốc nhập lúc mà sáp nhập lại. Và họ đã có người đã thâu âm lại, và cái cuộc thâu âm đó nó như thế này. Mà lúc mà người ta ngồi tụ họp ăn uống vui vẻ là đã chúc mừng với nhau là Việt Nam bây giờ đã thuộc của Trung Quốc đó, sau khi mà cái hiệp định Thành Đô được ký ra đó. Việt Nam tỉnh hay khu tự trị. Trích tài liệu chép từ băng ghi âm cuộc gặp gỡ giữa đại diện Tổng cục Tình báo Hoa Nam và Tổng cục 2 Việt Nam về lưu trữ, được bảo quản theo chế độ tuyệt mật. Thưa các đồng chí, trong mấy ngày qua ta đã cùng nhau bàn thảo nhiều về vấn đề, đạt được đồng thuận về căn bản, tuy không khỏi có sự tranh luận và tình tiết khép lại, ta có thể hài lòng khẳng định hội nghị đã thắng lợi, và thắng lợi lớn. Xin các đồng chí hoan hỷ cạn chén. Và mỗi lần mà nó nói như vậy á, thì mỗi lần mà nó nói cạn chén hay là đồng chúc mừng như vậy thì mọi người cùng vỗ tay với nhau, là cái cuộc ghi âm đó đã ghi như vậy. Trong lời phát biểu kết thúc hội nghị, Lương Tư lệnh nhấn mạnh những gì được đưa ra bàn ở hội nghị chung quy chỉ là những điều đã được đề cập nhiều lần từ nhiều năm trong những cuộc gặp gỡ các cấp tham ưu và các cấp cao. Với tư cách chính ủy được cử ra chủ trì hội nghị, tôi xin tóm tắt vài điều quan thiết. Trước hết, hội nghị nhất trí cao về quan điểm không có và không thể có chuyện Trung Quốc thôn tính Việt Nam. Trung Quốc không có nhu cầu thôn tính nước nào, các nước lân bang đều nghèo, họ cần đến Trung Quốc hơn là Trung Quốc cần đến họ. Những cái họ có đều là ở dạng tiềm năng ở dưới đất hoặc ở ngoài biển. Không có Trung Quốc giúp đỡ thì chẳng khai thác được. Trong giai đoạn phải toàn lực cho phát triển kinh tế và đặng Tiểu Bình á, lãnh tụ vạch ra mọi sự đều bồng đều vô nghĩa. Chúng kiềm hãm bước tiến vĩ đại của Trung Quốc vĩ đại. Mà mọi người cùng vỗ tay khi mà cái câu đó phát biểu ra. Thế mà ở Việt Nam lại có những luồng dư luận như thế đấy. Nào là Trung Quốc bá quyền, nào là Trung Quốc bành trướng. Thôi lắm thưa các đồng chí, không ngửi được. Và họ đã cười lên một cái trận cười rất là vô lý, phải không? Bọn dân chủ ở Việt Nam đã hô hán rầm rĩ rằng cuộc vạch lại biên cương giữa Trung Quốc và Việt Nam là tranh chấp biên giới. Trong khi đàm phán tất nhiên có những điều hai bên phải nhân nhượng nhau, có chỗ lòi ra, có chỗ lõm vào, và ở bên này hay bên kia. Nhưng đó là kết quả của những thương thảo sòng phẳng, thuận mua vừa bán. Nước Việt Nam dân nó mua thôi. Các đồng chí Việt Nam thấy chúng tôi nói thế lại chị Thanh Minh mới chán. Như Lê Thứ Trưởng, Lê Công Phụng trả lời phỏng vấn. Bán thác bản dốc ta cứ tưởng là của ta, bạn cũng không bảo là của bạn. Đo ra mới biết của ta chỉ có 1/3. Vì tình hữu nghị với ta, bạn cho ta hưởng một nửa. Nói thế là tốt, nhưng vẫn cứ là Thanh Minh. Việc gì mà phải Thanh Minh Thanh Cơ chứ? Với bọn phản động chuyên gây rối ấy à, cứ thẳng tay chấn áp, bịt cái miệng của chó của chúng lại. Chúng lần chừng thiếu kiên quyết, chớ hữu khuynh nhân nhượng. Nhân nhượng là chết đấy, phải quét cho bằng sạch, tiêu diệt, không thương xót bọn dân chủ, không cho chúng được
đàn chân lên đằng đầu, vùi chúng xuống đất đen, không cho chúng ngóc đầu dậy. Nhưng cái đó sẽ không còn là vấn đề trong tương lai. Việc tiêu diệt bọn dân chủ dòi bọ sẽ không còn là việc riêng của các đồng chí Việt Nam. Nó là nhiệm vụ chung của tất cả. Có nghĩa là của Trung Quốc và Việt Nam sẽ đàn áp người dân Việt Nam mình đó. Thưa các đồng chí, hội nghị đã thành công là nhờ có gạt ra được những chuyện lặt vặt vô bổ đang là đề tài thời sự để tập trung vào đại sự, bàn về chuyện hợp nhất hai quốc gia trong tương lai. Tương lai có thể chưa nói ngay nhưng lại có thể rất gần, vì thế ta phải có viễn kiến, phải có sự chuẩn bị. Hợp nhất Trung Quốc, Việt Nam là một mốc lịch sử vĩ đại trên con đường phát triển của Tổ quốc. Với tư cách tham mưu cho cấp cao hai bên, trong hội nghị này, chúng ta đã bàn thẳng vào những phương án, phát thảo những bước tiến hành cụ thể, những công cụ cụ thể cho công tác chuẩn bị. Nào, xin cạn chén lần nữa để mừng thắng lợi của hội nghị lịch sử này. Trong tình hình thế giới hiện nay, Việt Nam không còn lựa chọn nào khác, không còn con đường nào khác hơn là trở về với Tổ quốc Trung Hoa vĩ đại. Đi với Mỹ chăng? Thì các đồng chí chạy đi đâu? Chỉ trở về với Tổ quốc, các đồng chí mới có thể tiếp tục tồn tại như những ông chủ duy nhất trước hiểm họa bọn. Dòi bọ đang tích cực phân công nhằm tống cổ các đồng chí ra khỏi chỗ ghế ngồi của mình. Hãy thử tưởng tượng một ngày nào đó, các đồng chí không còn được ngồi ở bàn giấy trong công thự, mà phải đi lang thang ngoài đường kiếm việc làm. Thật khủng khiếp. Có nghĩa là tụi Trung Quốc nó kêu cái đảng Cộng sản Việt Nam là cái nhà cầm quyền Việt Nam á, phải nhập vô với tụi nó, đừng có đi theo Mỹ, đừng có theo những nước khác, phải đi theo tụi Trung Quốc, là tại vì những cái người mà dân chủ ở trong nước đứng lên nó đấu tranh, hay là những người ở nước ngoài đấu tranh á, giành lại cái ghế á, thì tụi này sẽ rất là nghèo nàn. Thành ra tụi Trung Quốc nói là đừng có đi theo ai hết á, chỉ là đi theo tụi Trung Quốc thôi. Vì thế chúng ta phải chiến đấu hết mình cho sự tồn tại của chúng ta, cho con cháu chúng ta, tương lai của chúng ta, của con cháu chúng ta, quyết không để lọt vào tay kẻ khác. Có nghĩa là con cháu của đảng viên là những cái người cầm quyền thôi nha, không phải là dân Việt Nam mình đâu đó. Lũ dân chủ dòi bọ ấy có cả Trung Quốc. Tôi thừa nhận điều đó, nhưng chúng tôi đã thẳng tay chấn áp, chúng thắng lợi, nhưng ở Việt Nam tình trạng có khác. Chúng hung hăng hơn, lì lợm hơn là do các đồng chí thiếu kiên quyết. Nếu ở Trung Quốc đã có một Thiên An Môn, thì tại sao Việt Nam không có thể có Thiên An Môn tương tự? Tôi xin đảm bảo với các đồng chí rằng, Trung Quốc sẽ tận tình chi viện cho các đồng chí một khi có sự biến đe dọa quyền lợi của các đồng chí. Để bảo vệ các đồng chí, Trung Quốc không thiếu xe tăng, vị trí cho vài Thiên An Môn. Các đồng chí cứ hỏi, nông đồng chí, có nghĩa là nông Đức Mạnh á, xem Hồ đồng chí là Hồ Cẩm Đào đã hứa hẹn gì trong cuộc gặp gỡ cấp cao vừa rồi. Nhưng đó là trong những tình huống hiện nay, chứ trong tương lai, khi hai nước đã là một sẽ không phải như vậy. Việc Việt Nam trở về với Tổ quốc Trung Hoa vĩ đại là việc trước sau sẽ phải đến, không sớm thì muộn, mà sớm thì hơi muộn. Trong lịch sử, Việt Nam từng là quận huyện của Trung Quốc, là một nhánh của cây đại thụ Trung Hoa, Trung Quốc và Việt Nam là một. Đó là chân lý đời đời. Đó cũng là chính lời của Hồ đồng chí, tức là Hồ Chí Minh đó. Trong lễ tuyên thệ gia nhập Đảng Cộng sản Trung Quốc, Hồ đồng chí tôn kính còn dạy, Trung Quốc Việt Nam như môi với răng, môi hở thì răng lạnh. Có nghĩa là hai nước là hai bộ phận trong cùng một cơ thể. Nông đồng chí, có nghĩa là nông Đức Mạnh á, từng tự hào nhận mình là người trang trong cuộc gặp gỡ với các đại biểu trong quốc vụ viện. Mà dân tộc trang là gì? Là một bộ phận của đại gia đình các dân tộc Trung Quốc. Trong thời đại hiện nay, khi thế giới được tái phân chia sau đệ nhị thế chiến, khi Hoa Kỳ đã mất vị thế độc tôn trước sự nổi dậy bất ngờ của Tổ quốc chúng ta, thì sự sắp nhập trở lại của Việt Nam là toàn bán đảo Đông Dương tiếp theo là điều tất yếu. Thế nhưng, chúng ta đều đã thấy biết những biểu hiện lần chừng dao động lúc này, lúc khác trong ban lãnh đạo Việt Nam. Muốn vừa dựa lưng vào Trung Quốc, vừa dựa lưng vào con hổ giấy Hoa Kỳ.
bây giờ đã khác. Sự lựa chọn chỉ có một, và ở đây các đồng chí Việt Nam tỏ ra đã có sự lựa chọn đúng, có nghĩa là sáp vô Trung Quốc là đúng đó. Ngày nay, Trung Quốc vĩ đại đang giành lại vị trí phải có của mình. Có Việt Nam nhập vào, Trung Quốc đã vĩ đại, càng thêm vĩ đại. Và có nhiều người vỗ tay lên nói là đúng đúng. Và trong cái cuộc nó nói vậy, thế giới hôm nay chỉ còn lại hai siêu cường, Trung Quốc và Hoa Kỳ, con hổ giấy Hoa Kỳ. Những việc mà giờ đây chúng ta phải làm, tôi xin nhấn mạnh lần nữa, không phải bây giờ mới làm, nhưng làm chưa đúng, làm chưa đủ, thì nay cần phải đẩy mạnh hơn nữa, phải khai triển rộng hơn nữa. Là đè bẹp và tiêu diệt luận điệu tinh thần dân tộc vẫn còn tồn tại dai dẳng trong bọn kiên trì lập trường độc lập dân tộc, đặc biệt trong đám trí thức và vài phần tử công thần chủ nghĩa trong tướng lĩnh, cần phải tiêu diệt cả về tinh thần, cả về vật chất. Tướng lĩnh phần nhiều là người của ta, do ta đào tạo, cứng nhắc. Công này là của nguyên chủ tịch Lê Đức Anh đó. Là người biết nhìn xa trông rộng. Tuy nhiên, lẫn vào đấy vẫn có vài phần tử làm lần chừng, dao động, chủ yếu là do kém hiểu biết. Các đồng chí cần đã thông, bồi dưỡng thêm cho họ về lập trường quan điểm ở trường đảng các cấp. Mấy anh già sắp chết hay nói ngang thì phải đe nẹt, cho chúng biết rằng một khi đã bị coi là chống đảng thì chúng sẽ bị tước hết mọi tiêu chuẩn cao đang được hưởng, tức chúng sẽ im mồm. Đám trí thức lèo tèo mới là đáng ngại, tuy chẳng có trong tay cái gì nhưng chúng có khả năng kích động tinh thần dân tộc trong nhân dân để cản trở hợp nhất. Nhưng không lo, Mao chủ tịch có dạy, trí thức khởi xướng nhưng không làm được, chúng chỉ lép bép vỗ miệng, thấy súng lên đạn là chúng rùng rùng bỏ chạy. Đáng ngại ở chỗ ấy, chỗ khởi xướng nhưng không đáng sợ cũng ở chỗ ấy. Ở chỗ bản trí thức, hãy lên đạn, hãy hô bắn thật to, đâu sẽ vào đấy hết. Lực lượng chủ yếu của chúng ta trong việc chấn áp bọn dân tộc chủ nghĩa là hai cánh quân. Về vật chất và là công an, về tinh thần là truyền thông. Công an sẽ được cung cấp mọi trang bị hiện đại nhất để đè bẹp mọi âm mưu toan đối kháng. Nhưng phải chú ý điểm này, không được lạm dụng các phương tiện hiện đại, chiếu cố những biện pháp truyền thống ít gây ồn ào, tránh những phản ứng quốc tế bất lợi. Truyền thông phải sử dụng mọi phương tiện sẵn có, tăng cường viết và nói hàng ngày, hàng giờ, biện luận cho dân thấy được cái lợi của việc sáp nhập. Họ sẽ được hưởng mọi phúc lợi của người dân Trung Quốc hơn hẳn phúc lợi đang có. Sẽ không còn chuyện lũng củng, vướng mắc về biên giới. Ngư dân được tha hồ đánh cá trên biển Đông, biển của mình mà nó nói là mình tha hồ được đánh cá khi mà nó cho đó. Nay cũng là của họ mà không phải lo lắng vì xâm phạm lãnh hải, bị hải quân Trung Quốc trừng phạt. Người dân khi xuất ngoại sẽ được cầm hộ chiếu của một nước lớn mà thế giới phải kiêng nể. Có nghĩa là người Việt Nam mình sau này sẽ sáp nhập vô lại là mình chỉ cầm cái passport của Trung Quốc đó. Tuy nhiên, tôi đặc biệt lưu ý các đồng chí phải tiến hành kín đáo để mọi việc được chuẩn bị diễn ra như bình thường, không nhận thấy được trong khi chưa hợp nhất. Trung ương chính phủ cũng như các tỉnh chính phủ tuyệt đối không lộ ý đồ. Thỉnh thoảng vẫn phải cho phát ngôn, nhưng Trung ương chính phủ mới giảm 3 câu phản đối về chủ quyền Tây Sa và Nam Sa, là Hoàng Sa và Trường Sa đó. Phải cho phép các báo đảng đăng và vài bài chiếu lệ về biên giới và hải đảo. Với mọi sự cố xảy ra trên biển như vừa rồi, cứ tiếp tục ám chỉ nước ngoài nào có hoặc là tàu lạ nào đó không rõ quốc tịch vân vân là được. Đừng quên khen thưởng các nhà báo, họ là công bộc trung thành của ta, thiếu họ không được. Hiện nay đang nổi lên sự phản đối Trung Quốc khai thác bauxit ở miền Trung, ồn ào lắm, có vẻ hung hăng lắm, như là bề ngoài thôi, chứ bề trong thì bọn phản đối cũng biết thừa. Mọi sự đã ăn bài, tiền đã trao thì cháo đã được múc. Bộ chính trị quyết không bỏ kế hoạch này, nhất là Nông Đức Mạnh đồng chí, là chuyện sinh tử của Nông đồng chí nên đồng chí rất kiên quyết. Trong chuyện bô xích, tôi thấy bên cạnh cái xấu lại có cái tốt đấy, các đồng chí ạ.
phải phản công bằng lập luận, một khi Việt Nam đã nhập vào Trung Quốc thì vùng Tây Nguyên của Việt Nam là của chung nước ta, chưa chừng trên sẽ thay đổi kế hoạch, ta không khai thác ở đấy nữa mà chuyển sang thực hiện ở châu Phi, bô xích của ta để đấy dùng sao, cũng như ta đâu có vội khai thác cả tỷ tấn bô xích ở Quảng Tây. Nó để dành ha, để sau này ta xài từ từ phải không? Nói để các đồng chí phấn khởi, về vật chất qua con đường ngoại thương, đầu tư, ta nắm Phi Châu trong tay từ nhiều năm rồi, ta đã mua hết các chính quyền ở đấy, cái gọi là quyền lực mềm, Trung Quốc đến sau phương Tây và Hoa Kỳ, vậy mà chỉ trong vòng một thập niên đã quét sạch chúng ra khỏi đấy. Ta còn chuyển dân mình sang châu Phi làm thành những vùng đất Trung Quốc trên thuộc địa đen nữa kia. Người Trung Quốc bây giờ có quyền nói, mặt trời không bao giờ lặn trên đất đai của Tổ quốc. Phải trấn an các cán bộ cấp cao từ trung ương cho đến địa phương để họ thấy rằng sao hợp nhất mọi vị trí, quyền lợi, bổng lộc của họ không bị suy nhĩ. Các đơn vị hành chính sẽ được giữ nguyên trong một thời gian dài trước khi áp dụng quy mô hành chính chính Trung Quốc toàn quốc. Việc này rất quan trọng, xin các đồng chí chớ có coi thường. Lãnh đạo từ trung ương cho đến địa phương, có thông thì nhân dân mới thông. Nhân dân đã được giáo dục chu đáo trong nhiều năm, tinh thần tuyệt đối phục tùng lãnh đạo. Nhưng nếu họ thấy cấp trên của họ dao động, tư tưởng bất thông thì chính họ cũng sẽ dao động theo, trở thành mồi ngon cho những tư tưởng của dân tộc chủ nghĩa. Rèn luyện dân mình hay quá ha, cái gì cũng phải sợ, phải gì cũng phải nghe những cái người cấp cao hết á, không có dám đấu lại. Thưa các đồng chí, còn lại một việc cuối cùng là mô hình quản trị Việt Nam trong tổ quốc thống nhất, tỉnh hay là khu tự trị. Chuyện này xin các đồng chí nghĩ thêm và bàn thêm. Tỉnh thì cũng như Quảng Đông, Quảng Tây, về diện tích hơn kém không nhiều. Khu tự trị kiểu như khu tự trị ở Trang trong tỉnh Quảng Tây thì lại quá nhỏ về vai vế. Nông đồng chí có nghĩa là nông Đức Mạnh á, vốn rất e ngại sự chống đối trong nội bộ, mà làm khu tự trị với ý nghĩa lớn hơn thì lại vướng chuyện Tây Tạng, bọn chó Đại Lạt Ma đã đang xin tự trị đấy mà Trung ương không thuận. Có mấy đồng chí Việt Nam nêu ý kiến hay là tổ chức Trung Quốc thành liên bang, Việt Nam sẽ là một nước hay một bang trong liên bang ấy. Ý này cũng không mới, nó đã từng được nêu lên. Nhưng các đồng chí thử nghĩ xem, nếu như thế thì thống nhất làm sao được với bọn Tây Tạng, bọn Nội Mông, bọn Mãn Châu, bọn Hồi Hộp. Chính chúng nó đang nói đến cái đó để xưng độc lập hoặc tự trị trong liên bang. Trên nguyên tắc thì đúng, là cái gì cũng được, danh chính thì ngôn thuận. Nhưng nội dung đất biển, vùng nào cũng chỉ là một bộ phận lãnh thổ của Tổ quốc. Có điều những danh hiệu độc lập, tự trị lại là cái dễ bị lòng vào trái cái tinh thần dân tộc, mầm mắm cho sự phân liệt, không được, quyết không được, thưa các đồng chí. Vấn đề hình thức nhưng lại có tầm quan trọng lớn, xin các đồng chí phát huy tự do tư tưởng để tài xuất. Thì đó là phần cuối của cái thỏa hiệp ngầm của Hiệp định Thành Đô mà nó sẽ sáp nhập đợt 1 vào ngày 5 tháng 7 năm 2020. Thì khi mà đọc cái bài này rất là tức giận, là tại vì á, đất nước của mình là của toàn dân tộc Việt Nam, của hơn 90 triệu dân, mà một cái đảng phái nào đó nó tự động nó đi ký giấy, nó giao đất của mình cho một cái đất nước kế bên, mà dân Việt Nam mình á, hoàn toàn thờ ơ, ý ịch đó ra, không có làm cái gì hết, không mọi người nói, mọi người gom có ý kiến lên là phải làm như thế nào để giữ lại biển đảo thì hình như là ai cũng thờ ơ hết. Thành ra rất là đau lòng khi mà đọc cái bài này. Ngày hôm qua thì mình không có muốn quên cái chuyện này. Ngày hôm qua trên cái Facebook của mình á, mình có đặt ra 3 câu hỏi để giúp những cái bạn trẻ trong nước hiểu thêm về lịch sử nước Việt Nam của mình. Mà bị gì mấy bạn trẻ đó không có hiểu về những cái tướng tài, những cái vị vua vị chúa ngày xưa của nước mình, với lại có, nhưng mà ngược lại á thì mình đang cố gắng giúp
những cái bạn trẻ trong nước, thì có một anh đã nhắn vô cái tin như thế này và kêu mình phải nói ra để cho mọi người phải giống như lên tiếng, rồi những cái bậc phụ huynh, những cái em học sinh học ở trong cái trường này phải rất cẩn thận, và mọi người á, nếu mà có dịp đi ở gần đó hay là nên xử lý cái tên này như thế nào nha. Trường phổ thông cấp 2, phường 15, quận 8, trường học Ngô Tự. Thằng chủ tịch tên Lê Ngọc Đức, nó cấu kết với thằng công an tên Hoàng đem ma túy đá vào trường để đầu độc mấy em học sinh. Số điện thoại của thằng chủ tịch Ngọc Đức là 0903 727193, biệt danh của nó là Hà Mã. Xin đọc lại số điện thoại của nó nha: 0903 727193, biệt danh của nó là Hà Mã, nó tên là Ngọc Đức. Nó là thằng chủ tịch ở phường 15 quận 8 á, mà nó đem ma túy đá vô trong cái trường học cấp 2. Cấp 2 có nghĩa là học sinh từ học lớp 6 tới lớp 9 thôi, phải không? Những cái học sinh này là mầm non của đất nước, là rất là nhỏ, lớn nhất thì chỉ có 15 tuổi. Vậy mà nó đem ma túy đá vô, nó bán cho học sinh ở trong lớp. Tất cả phụ huynh ở học, con em học ở trường Việt Nam hiện tại, nhất là cái ngôi trường Ngô Tự này, phải rất là chú ý tới con của mình. Là tại vì mình bỏ con mình đóng tiền học tới trường học mà vô trong đó là nó bán ma túy đá cho con mình xài đó, nó đầu độc con mình đó. Thành ra tất cả mọi người phải chú ý nha. Với lại ai ở gần đó cho cái thằng mà chủ tịch cứ cái vùng này nè tới hỏi thăm, nói giùm mình cái nha. Thì mấy ngày hôm nay mọi người nói về tiền bạc, bữa nay thì mình lại tiếp tục nói về tiền bạc tiếp tục. Muốn không nói lắm rồi nhưng mà nó cứ phát hiện ra hoài. Thì hiện tại giá vàng trong nước tiếp tục tăng. Thì mọi người đừng có nghĩ là ở trong nước, bà con đừng có nghĩ là giá vàng đang lên thì mình đã có lời, mình mua trước lúc đó thì có lời thì đem ra bán nha. Mình khuyên là đừng có bán, là tại vì nếu mà mình bán ra cái vàng sẽ còn tiếp tục tăng nữa, thì mọi người đừng có bán nữa, đừng có bán vàng ra, phải giữ trong người, xài những cái đồng tiền Việt Nam thôi. Là tại vì bây giờ tiền Việt Nam ở trong nước đó, có nhiều cái máy ATM, mọi các anh chị đi ra ngoài ATM rút tiền á, thì có những cái đồng tiền rất là mới mà số series nó cùng sát với nhau, là có nghĩa là cái ngân hàng nhà nước Việt Nam và cái kinh tế Việt Nam đang rất là trống. Nó trống rỗng, nó đang bơm tiền vô mà đồng tiền không còn giá trị nữa, tiền Việt Nam không còn giá trị nữa. Thì nó đang bơm tiền như vậy mà các bạn bỏ vàng của mình, vàng thiệt hay là tiền ngoại tệ của mình thiệt ra mà mua, mà bán ra bị thấy lời, mà bán ra lấy tiền Việt Nam vô á, thì các bạn sẽ trúng ngay cái bẫy của Việt Cộng đó nha, của Đảng Cộng sản Việt Nam đó, của nhà cầm quyền Việt Nam. Là tại vì tiền Việt Nam không còn giá trị nữa, mà nó bây giờ nó chỉ bơm tiền vô mà cái đồng tiền nó không có giá trị, thì mình nó lấy lại những cái phần giá trị của các bạn là vàng với là ngoại tệ. Còn nếu mà có mua vàng thì nên mua vàng 24, đừng có mua vàng quốc danh nha. Mình cố gắng kêu gọi mọi người để cho mọi người có một cái tin tức để mà giảm được cái tổn thất xuống thấp nhất, thì đó là chỉ là nhiệm vụ của mình, tin hay không là do các bạn. Nhưng mà sáng hôm nay lại đọc ở trên mình đọc ở trên cái sáng sớm mở Facebook ra đó, thì có một bài viết của một người Facebooker tên là Phương Thơ. Cái người này rất là hay, phân tích về tài chính rất là hay. Nếu mà các bạn có cơ hội thì cứ follow cái Facebooker này ha, rất là hay. Thì có một cái bài viết của Phương Thơ, và mình sẽ đọc cái bài viết của bạn ấy lên, với lại cộng thêm mấy cái comments ở trong cái bài viết đó nữa, thì mình thấy cái tình hình kinh tế của Trung Quốc, Việt Nam sẽ đi xuống như thế nào nha. Tôi thì cảnh báo là khi thăm dò trên thị trường chứng khoán Thẩm Quyến, nơi niêm yết nhiều doanh nghiệp tư doanh đủ loại của Trung Quốc, thì nhận thấy rằng Tết của người Trung Quốc vừa rồi thì vận chuyển hàng hóa của quốc gia này tiếp tục sút giảm. Khoảng 50 triệu người lao động từ nông thôn khi về quê ăn Tết, họ không có ý định trở lại thành thị và các thành phố lớn để làm việc nữa, vì làm việc một năm qua không có tích lũy được đồng nào. Điều đó có nghĩa là họ sẽ ở lại nông thôn và làm nghề nông nghiệp. Điều này có thể gây áp lực đánh cám vấn đề sản xuất nông nghiệp và ngành chăn nuôi ở Việt Nam khi phụ thuộc vào thị trường Trung Quốc. Thậm chí là có điều trùng hợp là Trung Quốc họ tung đòn đánh thẳng vào chính sách tân hưng nông nghiệp và ngành chăn nuôi của chính phủ Việt Nam mới đây, khi dồn tài nguyên nhân lực, tiền bạc cho ngành này. Các công ty Mỹ thì phỏng vấn,
lại khi bị quan hơn, và các doanh nghiệp Trung Quốc nợ lương Tết từ 150 đồng cho tới 200 đồng, khoảng 10 triệu người lao động Trung Quốc, khoảng 70 triệu lao động từ nông thôn không có muốn quay lại các thành phố để làm việc kiếm tiền nữa. Họ sẽ ở lại nông thôn và làm nghề nông và chăn nuôi. Nếu mà họ làm thật thì tôi e rằng hàng hóa của Trung Quốc rẻ mạt và sẽ tiếp tục tuồn vào Việt Nam, giật sạch luôn cả ngành nghề nông nghiệp và chăn nuôi của Việt Nam thì rất đáng ngại. Thì đó là một bài viết của Phương Thơ khi mà nhận định về cái tình hình kinh tế của Trung Quốc khi mà 50.000 người mà 50 triệu người lao động bây giờ không có về thành thị làm những cái công xưởng nữa, những cái nhà máy nữa, mà bây giờ về để làm chăn nuôi. Thì nếu mà cái ngành chăn nuôi ở Trung Quốc nó mạnh lên như vậy á thì ngành chăn nuôi của Việt Nam mình cũng bị sập luôn đó. Thì mình thấy được mấy cái comment sau khi mà cái bài viết đó ra, thì mấy cái comment nó hay như vậy. Một người đã lên tiếng như vậy: như vậy thì chỉ số manufacturing PMI và non-manufacturing PMI của Trung Quốc vừa công bố là giả. Vì nếu PMI tốt thì vận chuyển hàng hóa và tuyển dụng lao động phải tăng chứ không thể giảm. Khi manufacturing giảm thì GDP của Trung Quốc sẽ giảm, vì nước này lại thuộc tới 40% GDP vào xuất cảng. GDP của Trung Quốc giảm thì họ lại phải hạ giá đồng yuan, hạ lãi suất, tung QE để cứu kinh tế và kích thích tăng trưởng. Lúc đó thì bên Việt Nam cũng phải phá giá VND là tiền Việt Nam á, theo để không bị chảy máu ngoại tệ và không bị hàng Trung Quốc tràn ngập thị trường. VND tiền Việt Nam đồng mất giá thì xăng dầu, điện, chi phí đều tăng lên, gây thêm đau khổ cho 90 triệu dân Việt Nam. Thì Phương Thơ đã trả lời lại như thế này: tất cả là giả hết. Trung Quốc chỉ còn cách đánh giá về số tiêu dùng điện năng và vận chuyển đường hàng hóa xa của họ. Tiêu thụ điện sụt giảm có nghĩa là người ta suy đoán sẽ có nhiều doanh nghiệp Trung Quốc đóng cửa vì phá sản. Mình nghĩ ngay cả tin GDP, CFI, investment của Trung Quốc cũng giả luôn. Khi kinh tế Trung Quốc xuống thì họ sẽ càng ép chết Việt Nam về kinh tế. Họ sẽ càng bán nhiều hàng độc hại, ế thừa, hàng giả vô Việt Nam để cướp từng đồng US mà Việt Nam từ đó xuất cảng. Rồi Trung Quốc sẽ liều lĩnh mạo hiểm về quân sự trên Biển Đông để gỡ thua kinh tế, đường nào cũng chết 90 dân Việt Nam cả. Rồi một người khác vô comment thêm nữa: giả dối và lừa bịp là bản chất của chế độ này. Thêm một cái comment nữa nha: chút nữa mà tin non-farm và unemployment rate của Mỹ mà xấu luôn thì kinh tế Trung Quốc càng chết. Vì nhu cầu nhập khẩu hàng Trung Quốc của Mỹ sẽ giảm mạnh, các wholesale như Walmart, Costco, Amazon v.v. sẽ order ít hàng Trung Quốc hơn, rồi các doanh nghiệp Trung Quốc lại phải cắt giảm sản lượng, sa thải nhân viên, GDP chắc chắn hụt, kinh tế lún sâu vào suy thoái. Mình dự đoán NFP ra 150.000, chị Phương Thơ đoán NFP sẽ tăng ra bao nhiêu và sẽ bao nhiêu? Là mọi người bây giờ đang coi cái thị trường chứng khoán bây giờ đó. Rồi một người khác vô mới comment vô nữa là: khi hàng hóa Trung Quốc bị ế thừa trên thị trường quốc tế và tràn sang Việt Nam thì lúc đó người Việt Nam sẽ chuyển sang sử dụng đồng tiền nhân tệ Trung Quốc là phương tiện thanh toán thay cho tiền Việt Nam. Mơ về địa Hán Nô một ngày không xa. Có nghĩa là trước sau gì chắc mình cũng tiêu quá, mình xài luôn cả tiền nhân tệ rồi, tiền của Trung Quốc luôn rồi. Một em hỏi hả, hai chị mình gửi ngân hàng tiền Việt Nam đồng hàng tháng lấy lãi, giờ phải làm sao hả chị? Ngân hàng nó bây giờ nó không có tiền mà nó kêu em gửi tiền vô để nó lấy lãi hả? Bây giờ làm sao hả? Em tự giải quyết đi nha. Nếu mà là chị không có gửi vô đâu, là tự gì á, nó đưa em tiền lãi là những cái tiền mà không có giá trị thôi, mà thật sự là không có biết khuyên làm sao đó. Nghe cái bản thỏa hiệp tức điên người, đợt cái bọn số đỏ hả, thì tức lắm, nhưng mà cũng không có biết làm sao để mà giành lại lãnh thổ. Nếu mà người dân Việt Nam mình, 90 triệu dân Việt Nam mình mà không có đứng lên giành lại lãnh thổ thì coi như là cũng què luôn.
mất đất nước là cái chắc. Bây giờ đã mất rồi mà mình có bị, đất nước là của toàn dân, là của hơn 90 triệu dân Việt Nam, mà một cái đảng nào đó nó ký giấy nó bán mà nó không qua thông qua cho dân tộc Việt Nam mình biết á, thì mình phải đứng lên giành lại cái đó là chủ quyền của mình. Bây giờ mình có muốn sáp nhập vô hay không? NFP has now 227,000 rồi hả? Wonderful. Ngày hôm qua mình nói là cái câu hỏi mà ngày hôm qua mình đọc nha, thì tại vì mình thấy ở trên Facebook á, là có nhiều người tổ chức, có những cái cuộc tổ chức như là lễ hội vua Quang Trung rồi này nọ, mọi người đi lễ hội giành giật rồi đàn áp rồi chà đạp và đè với nhau á, thì mình thấy rất là mắc cười là tại vì cái dân tộc Việt Nam mình á, từ lúc nào đã, cái con người Việt Nam mình từ lúc nào đã xuống cấp một cách trầm trọng như vậy, lúc nào cũng chen lớn, lúc nào cũng xô đẩy, mà bao nhiêu triệu người, bao nhiêu ngàn người đi lễ hội như vậy á, mà đàn áp chen lấn rồi xô đẩy rồi giật giọc với nhau, tại sao những cái người này lại không có đứng lên giành lại chủ quyền nước Việt Nam mình, mà phải mỗi lần một cái lễ hội nào đó thì ùng ùng chạy ra như vậy? Thì mình đã đặt ra một cái câu hỏi như thế này: tại sao Việt Cộng cho mở lễ hội vua Quang Trung đánh thắng nhà Thanh mà không cho mở lễ hội Hai Bà Trưng, Bà Triệu, Lý Thường Kiệt? Thì có nhiều bạn comment show lắm. Là tại vì mình cố tình ra cái câu hỏi này cho mọi người thấy là những cái gì mà các bạn đi á, là những cái mỹ dân mà Việt Cộng nó muốn cho mọi người làm là như là những cái cảnh ăn chơi, những cái cảnh chắc tán thôi, chứ là nếu mà thật sự về lịch sử thì là nên làm theo, nếu mà đã cho lễ hội vua Quang Trung thì phải cho lễ hội của Hai Bà Trưng, Bà Triệu và Lý Thường Kiệt luôn, phải không? Thì cái câu trả lời nó như vậy: nhà Thanh là dân tộc Mãn Thanh chứ không phải dân Hán chánh gốc như dân Tàu, nên vua Quang Trung đánh thắng cũng không sao, vì đó là thắng được người Mãn chứ không phải thắng người Hán, vì vậy cho làm lễ. Còn Hai Bà Trưng, Bà Triệu, ông Lý Thường Kiệt thì đánh thắng quân Hán là tổ tiên của Trung Cộng, nên nó ghét không cho làm lễ. Thì cái câu trả lời đó thì mọi người, mình sẽ cố gắng đặt ra nhiều câu hỏi để cho mọi người vô Facebook để mà bàn luận thêm, là thấy được cái đất nước của mình như thế nào, và chờ chung Việt Cộng á, là nhà cầm quyền Việt Cộng hiện tại á, là nó mị dân, nó chơi dân một cách mặn mục như thế nào, nó đã dùng những cái lịch sử mà nó mị dân như thế nào, để cho mọi người cùng tham khảo với nhau. Bước chân Lãng Du nói là tiền Việt Nam bây giờ giá trị thật 10 triệu đồng thì chỉ còn 3.500.000 thôi hả? Phong Lưu nói là làm những cái lễ hội đó là lễ hội văn hóa cướp giật. Minh Hoàng nói là dân còn tiền đâu mà chưa, dân còn tiền ăn mà chưa đâu, chừng nào đó hết rồi mới biết hả? Dân mình thì bây giờ thấy rõ ràng rồi đó. Đợt Tết vừa rồi bây giờ đã tăng lên là bao nhiêu người, 10.000 người vô bệnh viện ăn trúng đồ độc rồi này nọ, gần 10.000 người. Rồi những cái cuộc đánh nhau, rồi tại xảy ra tai nạn nhậu nhẹt rồi này nọ đó, chém với nhau á là lên cả hơn 5.000 người. Tại sao những cái con số này mình không có đứng lên để mà giành lại lãnh thổ của mình, mà để phải chém nhau rồi đi xảy ra tai nạn, nó phí như vậy? Trong cái đất nước của mình nó đang trong cái thời gian là không có còn đường để chống đỡ nữa, mình không còn thời gian nữa, bắt buộc mình phải làm cái gì đó, thì mọi người lại không có tới, không có làm, mà chỉ là đi ăn nhậu rồi để đánh đập rồi chém với cái nhau. Rồi mình đã lên những cái clip rất là nhiều lần là khuyên mọi người hãy cẩn thận những đồ ăn trong Tết vừa rồi, mà vẫn có một cái con số rất là lớn là hơn cả 10.000 người phải nhập viện vì đồ ăn độc đó. Mình đọc một cái comment của người tên là Bảo Tôn nha. Bà con bên ngoài Việt Nam muốn đưa tin cho các bạn hiểu, biết để cứu lấy quê hương và đất nước và chính bản thân các bạn. Chúng tôi sống bên ngoài, có đủ mọi thứ, tự do, không ai nghĩ đến chuyện đánh phá quê hương.
Khi Thanh Lân và các bạn khác làm livestream như thế này phải bỏ thời gian rất nhiều. Vì thời gian là vàng bạc của chúng tôi ở nước ngoài, các bạn cố gắng nghe và suy nghĩ nhé. Vận mệnh đất nước đang trong tay các bạn đó. Cảm ơn anh Bảo Tôn. Thật là vận mệnh đất nước của Việt Nam ngày hôm nay là nằm trong tay của các bạn trẻ bên Việt Nam. Các bạn chính là nạn nhân. Hơn 90 triệu dân trong nước Việt Nam chính là nạn nhân. Ngày hôm qua có một bạn, vài bạn nhắn tin vô hỏi chị Hai, là tại vì mình mấy có nhiều bạn kêu mình là chị Hai. Chị Hai là chị nghĩ như thế nào khi mà đổi cái giấy chứng minh nhân dân gì đó? Thì bây giờ mình nói cái ý nghĩ của mình nha. Khi mà đổi giấy chứng minh nhân dân đó là Trung Quốc, nó sẽ nắm toàn bộ con người Việt Nam của mình. Tháng vừa rồi thì nó cho thử máu, nó cho lấy máu để nó biết được cái máu của mình như thế nào, tốt xấu loại nào. Ngày hôm nay nó lại kêu làm giấy chứng minh nhân dân để nó nắm luôn cả cái bạn đang làm gì, ở đâu, nhà ở đâu, và mỗi ngày đi tới đâu đều, nếu mà bị công an phát hiện ra một cái, chỉ cần bấm cái số chứng minh nhân dân lên đó, là nó biết bạn đang ở đâu. Thì con người của mình đã bị hoàn toàn bị nắm trong tay của tụi Trung Quốc rồi, toàn đất nước Việt Nam và từng con người Việt Nam đã bị nắm trong tay Trung Quốc. Thì các bạn nghĩ như thế nào? Mình thì nghĩ là quá vô lý. Nếu mà chúng ta cứ tiếp tục để cho nó nắm như vậy nữa thì con đường diệt vong sẽ không xa đâu. Tháng 5 2020 sẽ là đợt sáp nhập đầu tiên Việt Nam với lại Trung Quốc đó. Nếu mà các bạn còn thờ ơ nữa, các bạn còn nghĩ là không có chuyện gì xảy ra, đất nước rất là thanh bình, rất là một cái cuộc sống rất là hạnh phúc hiện tại bây giờ, thì các bạn đã hoàn toàn sai. Các bạn nên suy nghĩ đi, các bạn trong nước chính là nạn nhân. Bây giờ mình sẽ ngừng cái cuộc nói chuyện ngày hôm nay ở đây. Chúc các bạn một ngày thật là an lành và không có bị những cái tai biến mà mình thấy trên báo, như trên những tin tức ở trên Internet đó, là bao nhiêu người phải nhập viện, bao nhiêu người phải chết. Không có chiến tranh, nước Việt Nam hiện tại bây giờ không có một tiếng súng nổ, mà bao nhiêu người phải nhập viện, bao nhiêu người phải chết mỗi ngày, bao nhiêu người phải lang thang đầu đường, rồi phải đi xuất khẩu lao động như vậy. Không có một tiếng súng nổ mà đã như vậy rồi. Khi mà các bạn thành nô lệ cho tụi Trung Quốc, Trung Quốc mà sáp nhập vô rồi, nó là chủ của đất nước, thì các bạn sẽ là người